Ngáo rát, thật sự ngáo rát chị ơi. TikTok vào lại bị lỗi sao ấy? Hôm nọ em với chị xem cái nồi chiên này hơn 3 triệu đúng không? Gần 3 triệu. Đúng rồi. Hôm nay em mua trên TikTok có 800k thôi mà người ta ship tận nơi luôn ý. Ok ạ. Đây em hỏi cho xem. Cái nồi đấy không? Đúng rồi. Ui. Đâu xem nào. Ôi em là của Haffer nhá, lòng lồ 64 lít. Đã thế còn có lớp tách dầu và tách gòn này chị ạ. Ôi giời, cực kỳ xịn sò à. Và bên trong lại còn lớp thùng dính này. Riêng em này có thể nướng em gà khoảng 2 cân. Mà có phải hàng chuẩn không đấy, hay lại mua phải mấy cái hàng vớ vẩn trên mạng? Hàng chuẩn mà chị. Em mua em này có 800k thôi. Có sách hướng dẫn sử dụng, chị xem đi. Đâu? Ừ nhờ. Kem bảo hành 1 năm cơ mà. Nấu nướng lại thuận tiện dễ dàng mà lại còn tốt cho sức khỏe, nó dịn chế biến được. Ừ, thế mày là con trai thì có biết nướng không? Em không chị, nhưng mà lo gì, ở trên cái em Haffer nhá có đầy đủ các chế độ cả sẵn này, mình chỉ cần chọn chế độ như gà nấu bánh, hấp cá hấp thịt này, rồi điều chỉnh thời gian các thứ là sử dụng bình thường thôi, cực kỳ là dễ dàng. Nếu mà chị muốn hẹn giờ nhá thì cũng hẹn được giờ luôn, ta hẹn được tận 60 phút. Ờ, thế là đầy đủ tiện ích đấy, mà 800k thật đấy. Ờ, thế mà nói từ lấy giờ chị vẫn không tin à? Không tin nhá, chị ấn ngay giỏ hàng ở đây xem và mua ngay về cho gia đình một cái nhá. Rồi, ok em, để chị mua mấy cái cho ông bà ở quê luôn. Thì em đi đây, bye bye.